Thuê lái là ứng dụng thuê tài xế hàng đầu Việt Nam. Uống rượu bia đặt ngay thuê lái, vừa an toàn vừa tránh bị phạt hàng chục triệu đồng. Tài xế thuê lái sẽ đưa cả bạn và xe của bạn về nhà an toàn. Ứng dụng thuê lái minh bạch giá cước, tài xế chuyên nghiệp với trên 3 năm kinh nghiệm, chuyến đi có bảo hiểm. Tải ngay thuê lái ở đường link bên dưới phần bình luận để nhận mã giảm giá 200.000. Xin chào và chào mừng các bạn đến với video cập nhật chiến sự Ukraine trực tiếp trên bản đồ ngày 14 tháng 10. Trong video này, chúng ta sẽ cùng thảo luận về những diễn biến mới nhất vừa xảy ra tại Ukraine trong 24 giờ qua theo khung giờ địa phương. Bắt đầu với vùng Kursk, trước hết hãy nói qua về khu vực Kluskovo. Nhiều kênh tin cho biết rằng quân đội Ukraine đã để mất đến 95% vùng lãnh thổ mà họ đã chiếm được kể từ đầu chiến dịch. Và hiện tại, họ cũng chỉ còn giữ được một khu định cư nhỏ cùng với vài hàng cây ở sát biên giới mà thôi. Vì thế, khả năng cao trong vài ngày tới, quân đội Nga sẽ tiếp tục phản công để đẩy lùi hoàn toàn người Ukraine ra khỏi lãnh thổ của họ. Đối với khu vực chính, về phía các mapper trung lập, trong ngày hôm qua họ cho biết quân đội Nga tiếp tục mở rộng phạm vi kiểm soát ra xung quanh là Zhezonzhi Sliak và đã thành công tiến vào Novo Vanovka. Còn đối với các mapper thân của Nga thì họ cho biết thậm chí người Nga còn đã giành lại toàn bộ Novo Vanovka rồi. Bên cạnh đó thì mapper trung lập Suryak Map cũng cho biết quân đội Nga đã giành lại được Nuzhniklin. Vậy tổng hợp lại toàn bộ các tin tức, chúng ta xác nhận được rằng quân đội Ukraine ở khu vực Tosiluk hiện tại đã bị bao vây. Đừng quên rằng thế trận này cũng đang xảy ra ở khu vực Olgovka và Makivka ở phía Bắc. Và quân đội Ukraine giờ đã không còn khả năng sơ tán hay là trốn thoát ra khỏi cái nồi hầm này nữa. Di chuyển đến mạn sườn phía đông của chiến dịch, trước hết chúng ta có video này ở gần với Boki. Đây là lính xung kích Nga đang di chuyển dọc theo bìa rừng hướng đến Plikhovo. Chính xác là khu rừng này trên hệ thống bản đồ. Và rồi sau đó thì đến phân cảnh cho thấy quân đội Ukraine đã chuẩn bị các vị trí phòng thủ. Họ còn cố ngụy trang các chiếc thiết giáp để tránh bị máy bay không người lái của quân đội Nga tấn công vào. Giao tranh nổ ra nhưng tuy nhiên không có phân cảnh nào xác nhận cho sự hiện diện của quân đội Nga ở bên trong thị trấn. Vì vậy chúng ta sẽ cần phải chờ đợi thêm để biết được kết cục của đợt giao tranh này. Và mình nghĩ nó sẽ được đưa lên trong ngay 48 giờ tới. Đối với khu vực Sudza, chúng ta có video cho thấy quân đội Nga sử dụng máy bay không người lái tấn công tăng thiết giáp của quân đội Ukraine. Có chiếc thì đang hướng đến khu định cư, còn có chiếc thì là rời khỏi khu định cư này để đi về biên giới. Đây là một điều rất quan trọng, có khả năng là quân đội Ukraine đã và đang dùng dịch cho hoạt động sơ tán toàn bộ lực lượng ra khỏi khu vực này, vì họ thấy rằng họ đã không còn cơ hội để giữ vững được toàn bộ khu vực này nữa nếu như quân đội Nga trong thời gian tới mà phát động phản công. Ngoài ra thì chúng ta còn có video liên quan đến Inokhodes UAV, hay nói cách khác đó là UAV Orion của quân đội Nga. Nếu như bạn chưa biết thì trong giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt, quân đội Ukraine đã thành công gây bất ngờ với việc trình diện ra máy bay chiến đấu không người lái Bayraktar mà họ đã mua được Thổ Nhĩ Kỳ, thành công gây ra rất nhiều thiệt hại lên quân đội Nga. Tất nhiên, theo thời gian thì người Nga cũng đã bắn hạ được toàn bộ loại hình máy bay không người lái này. Và đến giai đoạn này thì thậm chí quân đội Nga còn đưa lên UAV Inokhodes hay là UAV Orion, một phiên bản tương tự của UAV Bayraktar, nhưng là họ tự nghiên cứu và sản xuất. Những ngày gần đây, chúng ta liên tục nhận được video cho thấy Inokhodes oanh tạc quân đội Ukraine, lúc thì là tăng thiết giáp, còn lúc thì là những điểm đóng quân. Ví dụ như trong video này, quân binh Ukraine đang tập hợp để chuẩn bị làm gì đó, và khả năng cao đó là rút lui, thì đã bị Inokhodes lao vào và phá hủy. Di chuyển đến tiền tuyến Kupiansk, nói qua về vùng nhô lên ở Kotlia Rivka, mapper trung lập cho biết rằng quân đội Nga trong ngày hôm nay đã chiếm được thêm một phần lãnh thổ nữa. Lùi thời gian về ngày mùng 9, đây là hình thể tiền tuyến ngày mùng 9. Đến ngày mùng 10 thì chúng ta có video đầu tiên ở phía bắc của Tabaika, xác nhận rằng quân đội Nga đã mở rộng hơn nữa phạm vi kiểm soát. Đến ngày 11 thì lại là một video nữa, lần này thì được ghi nhận ở tây bắc của Tabaika và cũng đã xác nhận rằng việc người Nga tiếp tục dấn sâu xuống. Và rồi cuối cùng là đến ngày hôm nay, Suryak Map ra thông báo cho biết quân đội Nga đã giành được thêm một khu vực tương đối. Nếu như họ vẫn tiếp tục duy trì tốc độ này thì mình nghĩ chỉ trong vài ngày nữa, quân đội Nga sẽ giải quyết toàn bộ vùng nhô lên này, bao gồm cả giao lộ giữa cung đường giao thông và đường sắt tại đây. Lúc đó thì họ có thể yên tâm tiến một mạch dọc theo cung đường hướng đến Petropavlivka ở phía trên. Di chuyển đến sông Oskin, trong ngày hôm qua chúng ta nhận được một tin tức rất thú vị như thế này, cho biết quân đội Nga đã thành công xuyên thủng hàng rào phòng thủ của quân đội Ukraine và tiến vào được cả hai thị trấn là Krupliakivka và Holuskivka. Đối với Krupliakivka thì người Nga đã chiếm được 10 tòa nhà, còn đối với Holuskivka thì con số này là 30. Vậy nếu như tin tức này là đúng thì đây là một bước tiến rất đáng kể cho quân đội Nga, và chúng ta đã có thể đếm ngày những khu định cư ở khu vực này sụp đổ.
Ngoài ra thì ta còn có một vài video cho thấy quân đội Nga sử dụng bom FAB để tấn công vào Kyiv-Sharivka. Di chuyển đến mặt trận Siversk, chúng ta có một video ở Verkhokamiansk có lợi cho người Ukraine. Nếu như bạn còn nhớ thì trong tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga có đưa ra thông báo cho biết rằng quân đội Nga đã thành công kiểm soát toàn bộ thị trấn. Và rồi sau đó, chúng ta còn có video cho thấy lá cờ của người Nga được cắm xuống ở khu vực phía Tây. Tuy nhiên đến ngày hôm nay thì ta lại nhận được video cho thấy họ đã tự dội hỏa lực vào chính khu vực phía Tây thị trấn, xác nhận rằng khả năng cao lá cờ được cắm xuống kia là do máy bay không người lái làm, chứ không phải là do người làm. Và quân đội Ukraine vẫn phải là bên giữ được ít nhất là khu vực phía Tây này. Còn quân đội Nga cùng lắm thì đã chiếm được khu vực trung tâm về phía Đông. Di chuyển đến New York, trong ngày hôm qua chúng ta nhận được tin tức cho biết quân đội Nga đã chiếm được thêm một trận địa phòng thủ nữa ở phía Tây của thị trấn. Nếu như tin tức này là đúng, thì người Nga sẽ còn phải giải quyết 4 trận địa nữa. Thời điểm họ chiếm được toàn bộ 8 trận địa ở đây, thì khoảng trống tác chiến cho họ sẽ được mở ra để họ có thể thoải mái đánh vào Sukha Banka, rồi sau đó rẽ lên phía Bắc nhắm đến Romagnivka và cuối cùng đó là Kostiantynivka. Trước khi mà đến với tiền tuyến Pokrov, chúng ta có tin tức này ở Novoaleksandriak. Mapper thân Ukraine cho biết rằng quân đội Nga đã chiếm được một khu vực nhỏ nữa ở phía Bắc thị trấn. Di chuyển đến tiền tuyến Pokrov, ngày thứ hai liên tiếp mà chúng ta nhận được tin tức cho biết rằng cả hai phe đang giao tranh khốc liệt ở Promin. Hôm qua thì là kênh tin Nga đã nói về việc này, còn cho đến hôm nay thì cả kênh tin thân Ukraine cũng đã xác nhận. Vậy khả năng cao việc này đó là thật. Và nếu như quân đội Nga có mà giành được Promin, thì chúng ta có thể nói trận địa cho Minorad đã chính thức được kích hoạt. Các đơn vị trinh sát của Nga có lẽ là đang hoạt động trong một khu vực rộng như thế này. Đối với các thay đổi trên bản đồ, mapper trung lập là Suryak Map cho biết quân đội Nga đã chiếm được thêm một khu vực như này nữa ở phía tây của Mykolaivka. Còn mapper thân Ukraine Deep State Map thì cho biết cả trận địa phòng thủ nằm ở ngay phía bên dưới cũng đã bị người Nga kiểm soát. Đối với video đã được xác minh vị trí thì chúng ta có video này ở đường sắt. Video được đưa lên bởi tiểu đoàn biệt kích Skala số 425 cho thấy diễn biến một đợt phản công của quân đội Ukraine. Họ sử dụng thiết bị cảm biến nhiệt độ để xác định quân đội Nga, nhưng người Nga lại sở hữu thiết bị gì đó giúp họ không bị phát hiện ra. Và thế là đợt phản công của quân đội Ukraine thất bại. Họ rút lui và video xác nhận rằng quân đội Nga đã kiểm soát toàn bộ khu vực này. Giờ thì mình nghĩ mục tiêu hiện tại của quân đội Nga đang là kiểm soát nốt Sukhitya. Và rồi sau đó họ sẽ đi vòng lên đây, đi sang phía bên tay phải và rồi nối liền với vùng kiểm soát của họ hiện tại ở Promin. Vùng lãnh thổ này sẽ giúp cho người Nga bao vây khu vực phía nam của Minorad từ phía nam và phía đông. Việc quân đội Nga chiếm được khu vực này trước mùa đông, bao gồm cả mỏ than và bãi đổ thải ở đây là rất quan trọng, vì họ cần phải có những nơi ẩn náu tử tế trước khi mùa đông đến. Nói chung, nếu như quân đội Nga chiếm được toàn bộ khu vực phía nam này trước mùa đông, thì mình nghĩ rằng họ hoàn toàn có thể chiếm được toàn bộ Pokrov trước mùa hè năm sau. Cùng di chuyển đến cái nôi hầm ở Kurakhivka, các kênh tin tiếp tục cho biết rằng quân đội Nga đang tiến vào Novoselidivka từ phía đông và Izamalivka từ phía tây. Đây đã là ngày thứ 10 liên tiếp chúng ta nhận được tin tức này, chứng tỏ giao tranh vẫn đang diễn ra khốc liệt và quân đội Nga có vẻ như là không mấy thành công với đợt tấn công này của họ. Dù sao thì họ vẫn đang tiếp tục tổ chức các đợt đẩy, do đó mình nghĩ sớm hay muộn thì quân đội Ukraine cũng sẽ phải rút lui mà thôi, trước áp lực lớn này đến từ người Nga. Ngoài ra thì chúng ta tiếp tục nhận được rất nhiều video ở cung đường tử thần, nhưng lại là cung đường sống còn của quân đội Ukraine. Hoạt động rút lui của họ vẫn đang tiếp tục được thực hiện dưới sự kiểm soát hoàn toàn của máy bay không người lái của quân đội Nga. Hàng trăm chiếc máy bay không người lái đang có mặt ở khu vực này. Chúng thay phiên nhau tấn công, và chiếc này vừa tấn công xong thì đã có chiếc khác bay đến. Chiếc này vừa về sạc pin thì cũng lập tức có chiếc khác vào chám vào. Tăng thiết giáp và phương tiện của quân đội Ukraine bị phá hủy dọc khắp cung đường. Ở Kurakhivka chúng ta cũng có video, đến Ilinka cũng có và đến tận Staritakhny cũng có luôn. Thậm chí trong video này thì còn là ban đêm, tức là người Nga kiểm soát toàn bộ cung đường này 24/7. Đối với video cuối cùng thì là chiếc xe đã cố thoát ra khỏi vùng vây, nhưng tuy nhiên cũng không tránh khỏi kết cục bị phá hủy. Cần phải để ý rằng, dù rằng những ngày qua chúng ta có rất nhiều video tại đây cho thấy các đợt tấn công bằng máy bay không người lái của quân đội Nga, nhưng tuy nhiên toàn bộ các đợt tấn công đều nhắm vào tăng thiết giáp, chứ chúng ta chưa thấy nhắm vào bộ binh Ukraine bất kỳ một lần nào. Đây là một video rất thú vị, vì thế hãy cùng xem lại nó một lần nữa. Phân cảnh đầu thì mình cũng đã nói rồi, chiếc xe đã cố gắng thoát ra khỏi vòng vây, nhưng tuy nhiên vẫn còn bị máy bay không người lái lao vào. Ngay sau đó thì có một chiếc khác bay đến và nó kiểm tra xem chiếc này đã bị phá hủy hoàn toàn hay chưa, hay là có ai sống sót không.
di chuyển đến Zelenodruk. Cách đây vài tuần thì Bộ Quốc phòng Nga có thông báo là quân đội Nga đã kiểm soát toàn bộ thị trấn. Lúc đấy thì chúng ta không có video bằng chứng nào, đến ngày hôm nay thì lại có video này, cho thấy người Nga sử dụng UAV tấn công vào một vài vị trí. Tức là thời điểm video được quay lại thì vẫn còn quân đội Ukraine ở bên trong thị trấn. Tuy nhiên thì mình sẽ chưa thay đổi lại bản đồ vì chúng ta không biết được video được quay vào lúc nào. Vì thế, ta sẽ cần chờ đợi thêm. Nếu vài ngày tới mà tiếp tục có các video tương tự thì ta sẽ trả lại thị trấn này về tay của người Ukraine. Di chuyển đến Katerinivka ở tiền tuyến Nam Donetsk. Trong tuần trước thì quân đội Nga đã thành công phá hủy được rất nhiều điểm súng máy, máy bay không người lái, lính bắn tỉa, các thiết bị và hơn thế nữa của quân đội Ukraine. Tức là về cơ bản thì hoạt động chuẩn bị của họ có thể nói là đã hoàn tất. Cây cầu nối liền khu định cư này với Zeli Zavetivka cũng đã bị phá hủy. Xem video thì có thể thấy rằng nó đã bị hư hại từ trước rồi. Ăn thêm quả bom này nữa thì coi như đã không thể sử dụng được nữa. Tất nhiên bộ binh vẫn có thể đi qua, nhưng tăng thiết giáp thì lại không. Mà không có tăng thiết giáp thì người Ukraine chắc chắn sẽ không thể phòng thủ được. Ngoài ra, ngay trước khi mà mình làm bản cập nhật ngày hôm nay thì còn có một video rất thú vị nữa được đưa lên. Nó cho thấy máy bay không người lái của quân đội Nga đã thả tờ rơi khuyên quân binh Ukraine bên trong Katerinivka đầu hàng. Và đúng là đến ngày cuối video thì có rất nhiều người ra đầu hàng thật. Chúng ta sẽ cùng thảo luận về video này trong bản cập nhật lần tới. Katerinivka khả năng cao là đã sụp đổ. Chúng ta chỉ cần đợi video xác minh nữa mà thôi. Dịch xuống phía dưới, chúng ta nhận được tin tức cho biết quân đội Nga đã chiếm được khu vực cơ sở hạ tầng này ở phía tây mỏ than Nam Donbass số 3, nhưng lại không có video xác minh nào. Chỉ có video này cho thấy quân đội Ukraine đã phá hủy một chiếc xe tăng bị quân đội Nga bỏ lại ở hàng cây gần đó. Vậy theo mình thì khu vực cơ sở hạ tầng này lẫn khu vực cơ sở hạ tầng ở phía bên dưới hiện tại vẫn đang do quân đội Ukraine kiểm soát, còn quân đội Nga vẫn đang chỉ là cố gắng giành lại chúng mà thôi. Đồi bối Boho Yavlenka trong ngày hôm nay, khu định cư này tiếp tục bị dội hỏa lực một cách ác liệt. Ngoài ra thì người Nga cũng đã kiểm soát hoàn toàn các cung đường dẫn đến thành phố này bằng máy bay không người lái. Vậy quân đội Nga đã bắt đầu thích nghi được với chiến tranh của thế kỷ 21. Quân đội Ukraine thì cũng đang cố gắng làm điều này, nhưng vì điều kiện kinh tế và nguồn lực không cho phép nên họ vẫn chưa thể bắt kịp với tốc độ so với người Nga. Thời điểm mà quân đội Nga hoàn tất quá trình thích nghi thì họ sẽ là quốc gia đầu tiên trên thế giới làm được điều này. Rồi sau đó, họ sẽ bắt đầu tạo ra các học thuyết quân sự mới cho thế kỷ 21. Và học thuyết này sẽ ảnh hưởng đến bất kỳ một cuộc chiến nào ở bất kỳ một khu vực nào trên toàn thế giới trong những năm tiếp theo. Cùng đến với những video cuối cùng, đầu tiên là ở Novodonetsk, cho thấy các đợt dội hỏa lực của quân đội Nga. Và có vẻ như họ đang có kế hoạch đối với khu vực này. Hai video còn lại là ở Zolota Niva. Video đầu tiên cho thấy một chiếc tăng thiết giáp đang di chuyển về phía thị trấn đã bị máy bay không người lái lao vào và phá hủy. Video thứ hai thì được ghi nhận ở khu vực phía bắc. Chiếc xe này dừng ở bên ngoài thị trấn rồi sau đó quân binh xuống xe và bắt đầu triển khai. Tuy nhiên quân đội Nga đã kịp thời phát hiện ra và tấn công vào, buộc cho người Ukraine phải thay đổi kế hoạch của họ. Và đó là tất cả những thông tin có trong video này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc mọi người một ngày tốt lành.